Harper's Bazaar. Nếu có thể mọi người chọn siêu năng lực nào cho mình? Nếu mà mình có siêu năng lực thì mình không muốn ai biết mình có siêu năng lực hết. Cho nên là mình sẽ chọn cái siêu năng lực là tàng hình. Vì đừng gái là gái tắm mình, cái lý do là vì mình không muốn người ta biết là mình có siêu năng lực, chứ không phải là lý do là để đi nhìn gái. Em thấy bạn mình rất nhiều. Rồi đây em đào đi. Nếu như mà được chọn siêu năng lực thì chắc là em sẽ đi siêu không. Không giờ đi về quá khứ rồi đó. Kiểu du hành thời gian á. Nếu mà có siêu năng lực thì mình sẽ cái siêu năng lực, mỗi lần xài siêu năng lực đó là mọi người sẽ yêu thích mình. Lúc đó phim đó là của anh khách. Cái bạn sao tức là nhìn ai thì là cứ mình chỉ bung siêu năng lực ra là người ta sẽ yêu mình, người ta sẽ thương mình. Tức là muốn ai yêu mình là người đó sẽ yêu mình đó. Thì ví dụ như muốn lấy vai diễn bên phim anh là dùng siêu năng lực anh phải giao vai thôi. Rồi ví dụ muốn mới đạo gì thì cái tối mới đạo quá. Nói chung để nói lại cho nó gọn nghe, nói rộng quá. Anh nói nhiều chữ quá. Nói đích chữ lại là muốn gì được này. Ngon muốn tình chứ. Muốn tình yêu, tình thương. Đi diễn viên mà khán giả là thương mình thì mới sống được. Thì cái siêu năng lực mình là làm sao mình được có siêu năng lực của ai thương mình là khán giả sẽ thương yêu mình và tất cả mọi người sẽ thương yêu mình. Và thường thường người ta chọn những cái siêu lực mà người ta mong muốn có, tại anh không có. Bây giờ khán giả thì mọi người yêu thương quá trời. Không, có em, không bao giờ được, mình cảm thấy là vui. Vì anh nghĩ khán giả thương mình là cái gì mình cũng có. Mọi người dùng từ nào để miêu tả nhau? Nhìn vô những thứ là xinh đẹp. Kèm theo là anh cũng vậy. Anh sẽ đẹp xinh. Nhìn ảnh thì anh không bị cuốn hút về ngoại hình. Vậy mà bị cuốn là cũng hơi căng. Anh sẽ đi là tận tâm. Anh cũng vậy. Hòa là ôn hòa, hòa đồng, hòa thuận, hòa phúc, vậy đừng hòa thuận. Đào là thông minh, chạy năng, địa bén, thông minh, chạy tiêu. Anh yêu. Và chị thôi em bỏ từ đó qua cho nha. Dễ mến. Em nói anh từ thật. Còn Ashley là người rất là, nãy giờ em phải nói câu một chữ rồi, chị thực tâm á. Và chữ thứ hai em nói là người rất là kiên nhẫn, nhẫn nại với lại. Khi mà anh làm việc với mọi tất cả mọi người luôn á. Và anh không bao giờ có chuyện là cảm giác nổi nóng mà anh mất kiểm soát. Vậy là mẹ không hết. Và chữ đó là chữ đúng, chữ là phải làm, phải ôn hòa, rất là hòa nhã với mọi người. Nếu như mà không làm công việc hiện tại thì mọi người sẽ nghĩ mình làm nghề gì? Em thấy làm về ăn uống và du lịch. Dạ. Anh làm gì để có ý tưởng? Cái gì nó lạ, nó mới. Ví dụ như anh thích làm game, tạo ra cái game gì nó mới. Hoặc là làm phim thì tạo ra cái phim gì nó con không giống gì đó vậy. Mà như diễn viên thì ví dụ như hồi xưa có thích làm kịch hài thì họ thì lúc đó mình lại thích làm kịch mang. Nói chung mình thích việc làm cái gì nó lạ lạ, ý tưởng là gì mà nghĩ không ra cái nghề nào khác, tại vì không biết làm nghề nào. Cho nên là ví dụ không làm nghề này chắc là làm nghề học sinh.